Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Theo tờ Wall Street Journal, WSJ, lực lượng vũ trang Hamas vốn bị Mỹ coi là tổ chức khủng bố. Nhóm này đã kiểm soát dải Gaza từ năm 2007 và từ đó tiến hành ít nhất 4 cuộc chiến chống lại Israel. Hamas được Iran hậu thuẫn và cũng đang hoạt động ở bờ Tây, có mục tiêu thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Hamas được cho là sử dụng mạng lưới đường hầm dưới biên giới Ai Cập, Gaza để buôn lậu vũ khí và vật tư dùng để chế tạo hàng nghìn quả tên lửa và máy bay không người lái. Tuy nhiên, Hamas chỉ có một lượng nhỏ máy bay không người lái và lực lượng phòng không của Israel có thể vô hiệu hóa phần lớn mối đe dọa này. Sau khi Hamas nắm quyền kiểm soát dải Gaza vào năm 2007, Israel tuyên bố đây là thế lực thù địch, đồng thời áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt, bao gồm cắt điện, hạn chế nhập khẩu và đóng cửa biên giới. Các cuộc tấn công của Hamas vào Israel vẫn tiếp tục, ngược lại Israel cũng tấn công vào dải Gaza. Trước khi xảy ra giao tranh giữa lực lượng Hamas và Israel vào ngày 7 tháng 10, khiến ít nhất 300 người chết, hơn 1.600 người Israel thương vong, lần gần nhất hai bên xảy ra xung đột toàn diện là vào năm 2021. Sau nhiều tuần leo thang đối đầu ở thủ đô Jerusalem của Israel, trong đó có lực lượng an ninh Israel đột kích vào khu phức hợp nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem. Đây là thánh địa linh thiêng thứ ba của đạo Hồi. Khi đó, cảnh sát Israel đụng độ với người Palestine ở Al-Aqsa, dẫn đến việc Hamas bắn một loạt tên lửa vào Israel. Đáp lại, Israel phát động chiến dịch không kích khiến hơn 250 người ở dải Gaza thiệt mạng. Phía Israel cũng mất 14 thường dân và một binh sĩ. Trong thời gian căng thẳng leo thang, Israel đã phá hủy một tòa nhà cao tầng ở Gaza, nơi đặt văn phòng của một số hãng tin như AP hay đài Al Jazeera. Giao tranh năm 2021 kết thúc sau 11 ngày với lệnh ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian. Trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10, Hamas đổ lỗi cho hành vi xúc phạm nhà thờ Al-Aqsa từ phía Israel. Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa mà phía Israel gọi là núi đền ở đông Jerusalem là một trong những địa điểm bị tranh chấp khốc liệt nhất trên thế giới. Do đó, Hamas gọi vụ tấn công mới là chiến dịch bão Al-Aqsa. Nhóm vũ trang kêu gọi người Palestine tham gia chiến dịch, đồng thời tuyên bố mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Vào cuối năm ngoái, tại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập nhóm, các lãnh đạo của Hamas đã dự đoán về một cuộc đối đầu công khai với Israel vào năm 2023. Tối 7 tháng 10, đài CNN dẫn lời giới chức Israel cho biết, sau khi bị nhóm chiến binh Hamas do Palestine hậu thuẫn đột nhập và dùng loạt hỏa tiễn tấn công, nước này đã có hơn 300 người thiệt mạng và hơn 1.500 người bị thương. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo đất nước có chiến tranh, thề mạnh tay trả đũa tay súng Hamas. Lữ đoàn Al-Qassam thuộc tổ chức vũ trang Hồi giáo Hamas của Palestine cũng nhận trách nhiệm về vụ việc. CNN dẫn tuyên bố của lực lượng phòng vệ Israel cho biết, trong một giờ qua, tổ chức Hamas đã bắt đầu bắn một loạt rocket từ dải Gaza vào lãnh thổ Israel và rằng những kẻ khủng bố đã xâm nhập lãnh thổ Israel ở một số địa điểm khác nhau. Lực lượng phòng vệ Israel cũng cảnh báo rằng tổ chức Hamas sẽ phải đối mặt hậu quả và trách nhiệm. Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 sáng 7 tháng 10 giờ địa phương. Dịch vụ y tế khẩn cấp Magen David Adom, MDA của Israel cho biết vụ việc đã làm một người chết và 15 người bị thương. Cơ quan quản lý sân bay Israel cho biết một số sân bay ở miền Nam và miền Trung nước này đã tạm thời đóng cửa. Lực lượng phòng vệ Israel cũng cảnh báo người Israel sống gần dải Gaza không ra ngoài. Theo văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nội các Israel sắp nhóm họp để thảo luận về vụ tấn công. Chiến dịch tấn công của lực lượng Hamas được cho là trả thù Israel ngày 3 tháng 7 đã tấn công thành phố Jenin thuộc khu vực bờ Tây, Palestine bằng máy bay không người lái UAV. Một trong những chiến dịch lớn nhất ở bờ Tây trong 20 năm qua, khiến ít nhất 8 người Palestine thiệt mạng. Theo Reuters, tiếng súng và tiếng nổ vang lên suốt cả ngày trong khi các cuộc đụng độ tiếp tục diễn ra giữa quân đội Israel và các chiến binh từ lữ đoàn Jenin. Đây là một đơn vị gồm các nhóm chiến binh đóng tại trại tị nạn của thành phố, nơi chứa tới khoảng 14.000 người tị nạn trong chưa đầy nửa km vuông. Những gì đang diễn ra ở trong trại tị nạn là chiến tranh thực sự, có những cuộc không kích từ trên không nhắm vào trại. Mỗi lần chúng tôi lái xe vào, gồm khoảng 5 đến 7 xe cứu thương thì đều chở ra rất nhiều người bị thương. Tài xế xe cứu thương người Palestine tên Khaled Alamat nói. Bộ Y tế Palestine xác nhận ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương ở Jenin. Bộ trưởng Y tế Palestine, bà Mai Al-Kala nói với hãng tin Al Jazeera rằng tình hình ở trại tị nạn Jenin đã trở nên rất khó khăn. Hệ thống nước và mạng lưới điện bị hư hỏng, đặc biệt là bên trong trại tị nạn, khiến cuộc sống của những người tị nạn trở nên khó khăn hơn.
tình hình sức khỏe thực sự rất nguy cấp, bà nói. Ở một số thời điểm vào sáng 3 tháng 7, ít nhất 6 UAV được nhìn thấy bay vòng quanh thành phố và trại tị nạn, theo Reuters. Phía quân đội Israel cho biết, các lực lượng của họ đã tấn công vào một tòa nhà là trung tâm chỉ huy của lữ đoàn Jenin bằng UAV chính xác. Israel mô tả hoạt động này là một nỗ lực chống khủng bố rộng lớn nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng và ngăn cản các chiến binh sử dụng trại tị nạn làm căn cứ. Một phát ngôn viên quân đội Israel cho biết, chiến dịch sẽ kéo dài tới chừng nào cần thiết, có thể mất hàng giờ, nhưng cũng có thể mất nhiều ngày. Chúng tôi đang tập trung vào các mục tiêu của mình, người này nói. Vị phát ngôn viên cho biết, lực lượng Israel tham gia chiến dịch này có quy mô cỡ một lữ đoàn, tức khoảng 1.000 đến 2.000 binh sĩ. Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas cho biết, ông đang đình chỉ liên lạc với Israel và kêu gọi sự bảo vệ quốc tế cho người dân của chúng tôi. Đặc phái viên Trung Đông của Liên Hợp Quốc, Tor Wennesland cho biết, đang nói chuyện với tất cả các bên để giảm leo thang và đảm bảo tiếp cận nhân đạo. Theo hãng tin Reuters, ít nhất 200 người Israel được cho là đã thiệt mạng và hơn 1.100 người bị thương trong các cuộc đấu súng nổ ra ở hơn 20 địa điểm bên trong Israel ngày 7 tháng 10. Tại Derot, miền nam Israel, thi thể thường dân nằm rải rác trên đường cao tốc, xung quanh là kính vỡ. Nhân chứng còn thấy một người phụ nữ và một người đàn ông gục chết ngay trên ghế trước chiếc ô tô của mình và nhiều cảnh tượng thương tâm khác. Tôi đi ra ngoài và nhìn thấy vô số thi thể của những kẻ khủng bố, dân thường, một biển thi thể. Một người dân Derot mô tả, một phụ nữ thoát được khỏi một bữa tiệc khiêu vũ bị các tay súng tấn công, kể với Reuters rằng cô sống sót bằng cách giả chết trong một chiếc ô tô sau khi người lái xe cố gắng giúp cô trốn thoát bị bắn. Những người chết và bị thương được đưa vào các bệnh viện đổ nát và quá tải với tình trạng thiếu vật tư và thiết bị y tế trầm trọng. Đường phố vắng tanh, chỉ có xe cứu thương chạy đua tới hiện trường. Israel cắt điện, nhấn chìm thành phố vào bóng tối. Đến đêm 7 tháng 10 ở miền nam Israel, người dân vẫn chưa thể rời khỏi nơi trú ẩn, nơi họ đã ẩn náu khỏi các tay súng từ đầu ngày. Ông Dani Rahamin nói với Reuters qua điện thoại rằng tiếng súng đã giảm bớt nhưng vẫn chưa ngớt. Theo CNN, trong đêm 7 tháng 10, lực lượng Hamas tiếp tục dùng hỏa tiễn không kích nhiều khu vực sâu bên trong Israel, trong đó có thành phố Tel Aviv. Để đáp trả, quân đội Israel đã bắn 150 quả đạn pháo vào một điểm dân cư Palestine trên dải Gaza. Phía Palestine cho biết, các đợt tấn công của Israel đã khiến 232 người thiệt mạng và hơn 1.600 người bị thương. Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu cảnh báo đất nước đang có chiến tranh, đồng thời tuyên bố sẽ mạnh tay trả đũa nhóm chiến binh Hamas. Cùng diễn biến ngày 7 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Yoav Gallant tuyên bố mở rộng phạm vi an ninh đặc biệt ra toàn quốc sau khi đất nước bị các chiến binh Hamas tấn công. Theo ông Gallant, cảnh báo này sẽ cho phép lực lượng phòng vệ Israel IDF sơ tán dân thường, đóng cửa các địa điểm công cộng khi cần thiết để đảm bảo an ninh. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Israel còn thiết lập một khu vực an toàn có bán kính 80 km từ dải Gaza vào lãnh thổ Israel. Các tay súng Hamas sẽ sớm nhận ra họ đang mắc sai lầm nghiêm trọng khi tấn công Israel. Chúng tôi thề sẽ bắt họ phải trả giá, ông Gallant nhấn mạnh. Quân đội Israel đã xác nhận nhiều người dân đang bị giam giữ, bao gồm các quan chức cấp cao. Phía Hamas nói họ bắt giữ đủ tù nhân để Israel trả tự do cho tất cả người Palestine trong các nhà tù. Lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh cho biết cuộc tấn công bắt đầu ở dải Gaza sẽ lan sang bờ Tây và thủ đô Jerusalem của Israel. Đây là bình minh của thất bại và tủi nhục đối với kẻ thù của chúng ta. Những gì đã xảy ra cho thấy sự chuẩn bị tuyệt vời của chúng ta và điểm yếu của kẻ thù, lãnh đạo Hamas nói. Hamas cho biết họ đã bắn loạt 150 tên lửa về phía thành phố Tel Aviv vào tối 7 tháng 10 để trả đũa cuộc không kích của Israel làm sập tòa nhà cao tầng với hơn 100 căn hộ. Hamas là tổ chức theo đuổi mục tiêu hủy diệt Israel. Nhóm vũ trang này nói họ đáp trả cuộc tấn công leo thang của Israel nhằm vào người Palestine ở bờ Tây và Jerusalem, cũng như phản đối Israel giam giữ người Palestine trong các nhà tù. Trong khi đó, đại sứ Israel tại Pháp thừa nhận nước này chưa chuẩn bị đầy đủ cho cuộc tấn công Hamas phát động. Chúng tôi chưa chuẩn bị đầy đủ cho cuộc chiến, đại sứ Israel Rafael Morat nói trong cuộc phỏng vấn với đài Euro 1 của Pháp. Việc Israel hoàn toàn bị động được coi là một trong những thất bại tồi tệ nhất của lịch sử của tình báo nước này. Israel trước đây luôn tự hào về khả năng giám sát chặt chẽ các tay súng xâm nhập. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!